Theo báo cáo mới được công bố của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm trong quý 1 đã tăng so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái, nhất là lao động trong ngành dịch vụ. Thu nhập bình quân tháng của người lao động cũng tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 1 là 51,2 triệu người, tăng lần lượt hơn 0,4 triệu người và 0,2 triệu người so với cùng kỳ quý trước và năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, trong những tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội nói chung và tình hình lao động việc làm nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50 triệu người, tăng 962.600 người so với quý trước và 132.200 người so với cùng kỳ quý trước. Trong số 50 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38,7%, tương đương 19,4 triệu người tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,5% tương đương với 16,8 triệu người. Số người có việc làm phi chính thức chung trong quý 1 là 33,4 triệu người, tăng 97.500 người so với quý trước và giảm 992.100 người so với cùng kỳ năm ngoái. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã đưa ra những giải pháp cụ thể như hỗ trợ người lao động trở lại thị trường. Điều này giúp thị trường lao động quý 1 khởi sắc hơn. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi là 1,3 triệu người, giảm 135.200 người so với quý trước nhưng vẫn tăng 357.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1 là 3,01%, giảm 0,36 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,81 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn, tương ứng là 2,39% và 3,4%. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 1 là 6,4 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với quý trước và tăng 110.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động đã có sự hồi phục mạnh mẽ. Hồi quý 3 năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động là 5,2 triệu đồng, rồi tăng nhẹ 139.000 đồng. Trong quý 4 năm 2021, còn trong quý 1 năm nay, thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,3 triệu đồng. Đây là khu vực có tốc độ tăng cao nhất của ba khu vực kinh tế với mức tăng là 22,6 so với quý trước. Người lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân là 7,5 triệu đồng, tăng 20,5% so với quý trước, tức gần 1,3 triệu đồng. Còn người lao động làm việc trong ngành nông lâm và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,7 triệu đồng. Hầu hết ngành kinh tế đều chứng kiến thu nhập bình quân của người lao động tăng so với quý trước. Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, tăng 24,2%. Lao động làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân là 10,8 triệu đồng, tăng 16,5%. Lao động làm việc trong ngành kinh doanh bất động sản có thu nhập bình quân là 10,7 triệu đồng, tăng 32,8%. Tình hình thất nghiệp trong quý 1 cũng khả quan hơn, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là 1 là 1,1 triệu người, giảm 489.500 người so với quý trước và tăng 16.700 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là 1 là 2,46%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.